hai vợ chồng đang chơi, hai vợ chồng đang chơi ô ăn quan ở Mỹ nha. Sống lại những ký ức tuổi thơ. Ô ăn quan là gồm có 5 ô. Không mà cứ chơi đi. Ăn chưa? Đọc ăn rồi. Lâu quá không chơi quên rồi, giờ đếm mà cái tiền cái bóc rồi, đây cầm cầm bột mình không cầm bị. Ủa, mình không bóc rồi nè, không có được đâu nha, mẹ má bóc. Lỡ đụng thôi mà, chưa đang đang thuyết trình mà. Đếm đi. Giờ lỡ sai rồi sao bị ù mẹ nó rồi. Chưa có thấy chưa bị ù biết mà. Trời, cha ngon lành luôn. Chưa có tính nè, kỳ vậy á. Rồi tới bạn á. Tới bạn á, cứ bóp. Cứ mình ô nào nhà giàu á là mình cứ bóp rải. Mình rải ra, mình rải thì khi mà người ta ấy, người ta ít có cơ hội ăn nhà giàu của mình hơn, phải không? Vậy làm như Việt Nam có đứa nào không biết chơi cái này. Nhưng mà có những người mà xin những bạn năm 2000 hoặc là sau này nhiều khi các bạn không có biết chơi. Những bạn thành thị mấy bạn chỉ có biết chơi cả computer game thôi. Ăn hai cục đó không sao các bạn. Vợ mình hiện giờ ăn được một con quan thì giá trị là 10 cộng thêm một đống mình mới được hai cái à. Từ mấy người mà giỏi toán giống như là Steve Hawking hay là ấy đồ á, người ta chơi đó ù giỏi vậy. Đâu nói. À, nếu mình đẩy lên cũng được à. Nè ăn quan nè. Biết rồi, 1, 2, 3, bụp 1, 2, 3, bụp. Ủa hết rồi thôi giờ dễ nhất là ăn con quan đó đã. Bụp, ăn đóng quan về. Cái gì cũng vậy, lấy vốn chung trước. Chiến đang đến hồi gây cấn và vợ mình nó đã lấy khu nhà giàu của mình. Trời ơi, này đâu có ấy nữa, để đây đi, để không chơi trên gian đó chứ trời. Thấy chưa, gian hả, gian manh hả đó. Thôi giờ mình nhích lên cái nhẹ cái ăn cái này uống cái vợ mình á. Đẩy cái thang ba cái. Bây giờ khu nhà giàu của mình là còn có 5 cái. Wow, chiến thuật luôn, một chiến lược rất là thông minh nha các bạn. Ủa mà bên đó hết rồi lấy gì nữa ăn? Thì bạn cứ ăn bạn đi, em gãi theo quân của em. À hả? Thôi được đẩy lên ăn cái hài đó. Shit, mình quá là thông minh các bạn, mình đã mở đường cho vợ mình ăn hết hàng của mình. Bắt buộc là phải rải quân, nhưng mình nên coi nên là rải nhà giàu hay là rải nhà nghèo. Thôi nên anyway đi đường nào cũng không ăn được gì, chúng ta nên chia bớt quân quân mình. Đó, đó, này nè, mua lên nè, này mua lên nè. Chơi basketball đi. Rồi. Chơi basketball đi. Thông minh các bạn, chiến lược rất là thông minh. Giờ mình mới nhích cái này lên nè, đó. Mình mới mua cái này qua nè, đó. Rồi. Giờ mình nó chơi vậy thì giờ mình cũng đẩy vậy nè, gạt đó. Thế nào.
kế hoạch của mình đó là mình đẩy con này lên mình sẽ ăn hết được mấy con quan bên này. Ai đâu được bóc quan trên gian hả? Rồi chúng mình là đó bùm bùm ăn 4 con là đó. Cái gì vậy? Bùm 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 bùm. Ở vậy phải chơi rải thêm chứ đâu có mua tới mua lui vậy được bạn. Ủa? Ờ giống như cờ vui mà ha, nếu mà đi cứ đi nước hòa hoài thì mình sẽ hòa thôi. Khi nào mà hai ô này không có còn cái gì nữa thì mới đó là rút về, còn này nó vẫn còn một cái. Ok, đấy đi. Rồi, tới mình thì mình mua lên cái đó. Anh đâu được mua ngược lại, đang đi chiều này mà. Ai chó, muốn đi chiều nào đi chứ, ngược đâu vậy? Đi một chiều à. Ủa, đang đi chiều nãy hả? Đang à, đi chiều. Tròn. No, nãy anh đi hướng này được mà. Luật sắp kỳ vậy? Đi một chiều à, bạn đọc lại luật không? Chờ rồi, quên luật rồi. Đi chiều nào đi chứ? Tại vì bạn đi trái thì phải chứ, nếu bạn ấy có một điều. Anh chưa đi mà. Em tới phiên em rồi, em mới gãi quần đó. Rải, ờ, okay. Bạn đi lên đây rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, anh chơi. Anh ghen bà cố luôn. Ok, tới mình phải không? Ăn hai hòn rồi. Tới mình phải không nè, thảy lên nè, bụp nè, bụp nè, rồi, bụp 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 nè. Rồi, cảm ơn nha. Nè, đẩy này lên nè. Cũng phải hồi chết rồi. Giờ bạn dục lên đây thì nát còn chơi tiếp. Không, ủa mình thắng rồi, mình đẩy đây nè đó. Ủa, chưa chắc mình thắng, chắc cha quên đếm lộn rồi. Rồi rút quân về nè đó. Giờ ngồi đếm nè mấy bạn, sau khi chúng ta thắng xong chúng ta sẽ đếm. Này đã quên rồi, giờ chỉ có đếm mà cái ô của bạn thôi. 5 nè. 10 nè, thấy không? Đó. Đó. Và cuối cùng là mình sót 3 con rồi mình đã thua. Vì một tính toán sai lầm mà chúng ta đã thua một ván cờ nha mấy bạn. Mình trả mượn 2 con. Mượn 3 con. Mượn 3 con. Mượn 3 con. Rồi bạn đi trước đi. Ủa hết rồi hả? Rồi, nó phải đổi bên chứ. Gì? Đổi bên chứ.